Hồ sơ mẫu bài xuất ASW-Z08 Gundam Barbatos Lupus Rex. ASW-G08 Gundam Barbatos Lupus Rex là một bộ bài xuất chính xuất hiện trong nửa sau của bộ phim hoạt hình mẫu bài xuất Gundam Iron-Blooded Orphans. Đây là dạy nâng cấp của Lupus, một Gundam xuất hiện trong phần đầu mùa 2 của bộ phim. Và do nó thiết kế sao cho phù hợp nhất với phong cách chiến đấu của phi công, nên đây có thể được coi là phiên bản tối thượng của Gundam Barbatos. Phi công của Gundam đó chính là Mikazuki August, nhân vật chính và là thành viên của Tekadan. Anh là một người bạn với lòng trung thành tuyệt đối với Oga Isuka, người dẫn đầu của đội. Với tính cách bình tĩnh và phong cách chiến đấu tàn nhẫn của mình, Mika và Barbatos đã luôn để lại nỗi khiếp sợ trong lòng của kẻ địch, và từ đó biệt danh ác quỷ của Tekadan đã được ra đời. Về IBO, nó được ra mắt vào năm 2015 và lâu cho những bộ phim về Gundam không bị ảnh hưởng bởi bối cảnh Universal Century, dòng thời gian chính. Đối với các bộ phim ở UC, nhân vật chính thường sẽ vô tình mắc kẹt ở những trận chiến, đưa ra những thay đổi để thích nghi rồi phải chiến đấu để bảo vệ hòa bình. Tuy nhiên, với lịch sử phát triển rất dài của dòng thời gian này và sự thay đổi trong nhận thức, việc tiếp cận dần trở nên không thực tế với các nhân viên cũng như là các khán giả trẻ tuổi mà các nhà làm phim đang nhắm đến. Nên, câu chuyện lần này được tập trung vào những đứa trẻ đã quá quen thuộc với việc đấu tranh để sinh tồn, dần về sau vượt qua số phận và rồi tự nguyện chiến đấu để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Thêm vào đó, trong những bộ phim trước, vũ khí năng lượng sẽ là vũ khí mạnh nhất, góp phần đưa ra các kết quả chính trong toàn bộ series. Nhưng đối với IBO, các vũ khí này dường như không có tác dụng. Vì vậy, các trận chiến trong phim sẽ hầu hết là cảnh đánh nhau tầm gần và việc phá vỡ giáp ngoài để thấy được khung xương ở bên trong sẽ rất thường xuyên xuất hiện. Hai yếu tố trên đã giúp Sunrise thành công trong việc phổ biến bộ phim khi khán giả có thể tận hưởng một cách trọn vẹn mà không cần phải trải nghiệm bất cứ anime nào có liên hệ từ trước. Và cho đến bây giờ, IBO đã và luôn là một đề tài được thảo luận rất nhiều bởi cộng đồng fan từ khắp nơi trên thế giới, nhất là từ các bạn nhỏ tuổi hoặc trẻ tuổi hơn. Trong thế giới IBO vào 300 năm trước, vũ khí không người lái Mobile Armor đã dần đẩy con người vào bộ vật tuyệt chủng khi tiêu diệt đến 1/4 dân số của nhân loại. Đây còn được gọi là cuộc chiến tai họa, và để đảo chiều, Gundam Frame và hệ thống Alaya Vijana đã được Zalahorn tạo ra. Tổng cộng có 72 Gundam Frame được phát triển và được lấy tên dựa theo 72 con quỷ của vị vua Solomon. Những con quỷ sẽ đánh bại các thiên thần. Barbatos là mẫu thứ 8 trong 72 Gundam Frame được tìm thấy trên sao hỏa bởi tổ chức tư nhân CGS. Lúc này, nó chỉ được dùng như là máy phát năng lượng cho trụ sở khi lò phản ứng AH của Gundam còn hoạt động. Đó là lý do tại sao tập 1 có thể thấy rất nhiều dây dẫn nói vào Gundam, và nhờ việc tận dụng buồng lái của một Mobile Worker, các kỹ sư cùng với Mika đã đem huyền thoại mang tên quỷ dữ trở lại. Cho chúng ta một trong những màn xuất hiện ấn tượng nhất tính tới thời điểm hiện tại trong vũ trụ Gundam. Trong suốt mùa 1 của bộ phim, Barbatos được nâng cấp lên từng ngày, và việc thay thế các bộ phận từ kẻ địch đã giúp Gundam có được rất nhiều dạng khác nhau. Sau trận chiến tại Edmonton, Barbatos bị hư hại nặng và được trải qua một cuộc đại tu lớn tại Saisei, căn cứ chính của Taiwas. Dựa trên các dữ liệu thu được từ trận chiến của Mika, Gundam được thiết kế lại thành một bộ bài xuất chuyên về cận chiến với tên gọi là Barbatos Lupus. Tuy nhiên, khi đối đầu với một tàn dư từ quá khứ trỗi dậy, Mobile Armor Hasmor, Mika đã không ngần ngại khiêu khích Lupus gỡ bỏ giới hạn và cuối cùng hạ gục được thiên thần, cho mọi người thấy được tiềm năng thực sự của Gundam Frame. Một lần nữa, Gundam được nâng cấp và cuối cùng Gundam Barbatos Lupus Rex được ra đời. Tên gọi của Gundam, Lupus có nghĩa là sói và Rex có nghĩa là một vị vua. Kể từ khi mới xuất hiện cho đến thời điểm được nâng cấp, Gundam được trang bị một thứ rất đặc biệt, thứ giúp người và máy hòa thành một, đó chính là hệ thống Alaya Vijana. Alaya Vijana là một hệ thống kết nối trực tiếp giữa người và máy, được phát triển trong cuộc chiến tai họa nhằm phát huy được hết khả năng tối đa của một Gundam. Nó bao gồm hai phần, một phần nằm ở buồng lái của Mobile Suit và phần còn lại, tạm gọi là thùy não giả, sẽ được cấy thẳng vào cuộc sống của phi công. Khi được kết nối, các thông tin thay vì xuất hiện trên màn hình sẽ được truyền trực tiếp đến não của người điều khiển. Và tương tự, người điều khiển cũng sẽ có nhận thức cao hơn về không gian xung quanh, phần nào cảm nhận được Mobile Suit là một phần của cơ thể của chính mình. Đây là một hệ thống cực kỳ đáng giá, do bất kể là người mù chữ, phi công vẫn có thể vận hành Gundam mà không cần sự hướng dẫn từ trước, cũng như khiến việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn do người và máy dường như đã hòa thành một. Nhưng sau cuộc chiến tai họa và nhận thấy sự nguy hiểm của hệ thống, nó đã bị Zalahorn cấm sử dụng, và thứ được cài vào người của Mika có thể coi là phiên bản không hoàn chỉnh của hệ thống này. Do là một phiên bản lỗi nên quá trình cấy ghép chỉ được thực hiện trên những người trẻ tuổi với tỷ lệ rủi ro rất cao.
Nếu cơ thể không chấp nhận cái thùy não giả, người được cấy ghép có thể sẽ mất khả năng điều khiển tứ chi và tệ nhất sẽ là mất mạng. Trong phim, Akihiro được cấy 2 lần và Mika là người có đến 3 lần cấy ghép thùy não giả. Việc gia tăng số lần cấy ghép sẽ càng gia tăng sự đồng bộ giữa Vietcong và Mobile Suit. Tuy nhiên, việc tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ từ một cỗ máy cao 18m dường như đã là quá sức đối với não bộ của một người bình thường. Để bảo vệ Vietcong khỏi việc quá tải với thông tin, hệ thống Alaya sẽ tự động kích hoạt chế độ an toàn, đặc biệt là khi Gundam đối mặt với các Mobile Armor. Akihiro đã vô tình bật hệ thống khiến anh ấy bất tỉnh. Nhưng riêng với Mika, với bà thầy đạo giả, thì đây tiếp tục là cuộc dạo chơi với công tước địa ngục Barbatos. Anh đã cố tình tắt chế độ an toàn và dốc toàn lực để hạ gục Emma. Xong, để bắt tay với quỷ thì chắc chắn bạn phải trả giá. Mika đã bị liệt nửa người khi mắt phải, tay phải và chân phải của anh ấy dừng hoạt động. May mắn thay, cơ thể này sẽ hoạt động bình thường nếu kết nối lại với hệ thống Alaya. Do đó dần về sau, Mika đã dành rất nhiều thời gian bên Barbatos và đúng như mục đích của hệ thống, cả hai dường như đã hòa thành một. Trong trận chiến, Hasmo đã có sử dụng vũ khí năng lượng nhưng chúng nó bị vô hiệu bởi một loại giáp với tên gọi là Nano Laminate. Đây là một loại giáp được phủ bởi nhiều lớp sơn cùng tên, chỉ có những cỗ máy sử dụng lò phản ứng Ahab. Nó có thể chống lại đạn vật lý, đạn năng lượng bằng cách hấp thụ hoặc làm lệch đường đi của đạn khi bị bắn. Nhưng nếu có khớp tay và chân của Mobile Suit không được phủ lớp Nano Laminate thì việc hư hại chắc chắn sẽ xảy ra. Barbatos Lupus Rex được trang bị hai khẩu pháo 200mm trên phần cẳng tay, nhưng chúng ta rất ít khi thấy Gundam sử dụng, có thể là do loại giáp này. Vì vậy, để thuận tiện hơn trong việc hạ gục đối thủ, Rex cầm trong tay một cây chì lớn. Đó là vũ khí chuyên đánh nhau với tàu chiến, và kích cỡ của nó còn to hơn phiên bản được cầm bởi Gundam Barbatos tại mùa 1 của bộ phim. Nó được làm bởi thứ kim loại cứng ngang ngửa với Gundam Frame, và để tăng thêm sát thương, chì còn có thêm hai mũi khoan ở phía trước và phía sau tay cầm. Tuy là một vũ khí trong thô ráp, nhưng với sự điều khiển tuyệt vời của Mika, anh đã tiêu diệt vô số kẻ địch, cũng như là đập nát đài chỉ huy của chiến hạm Hoàng Kim chỉ bằng một chiêu duy nhất. Tiếp theo, để chiến đấu với một vua sói, thì toàn bộ cẳng tay trước của Gundam đã được kéo dài và trên đầu của các ngón tay là cái móng vuốt với tên gọi Red Snail. Đây như là một vũ khí cực hợp cho phong cách chiến đấu hoang dã của Mika khi nó thường được dùng để xé tạc giáp ngoài của kẻ địch, hoặc cũng như đâm thẳng vào buồng lái nơi mà phi công điều khiển. Cả 10 móng đều được sử dụng một loại hợp kim màu vàng giống như phần lưỡi kiếm của Gundam Bell, khiến bộ móng này có sức công phá cực lớn. Và để hỗ trợ cho việc cầm nắm một cách chính xác hơn, Gundam còn được trang bị một cặp tay phụ ẩn trong khuỷu tay. Trong bộ phim, khi đối phó với kẻ địch thiên về tốc độ, cánh tay này đã giúp Gundam bắt được đối thủ rồi sau đó hạ gục nhờ vào khẩu pháo 200mm đã được đề cập như trên. Cuối cùng là thứ vũ khí theo đại đề nghị là vũ khí ngầu nhất trong toàn bộ series, lưỡi dao phía sau với tên gọi Tailblade. Đây là một vũ khí được lấy từ phần đuôi của Hasmo, bao gồm lưỡi màu vàng ở phía trước, còn phần dây được làm từ một kim loại đặc biệt có thể di chuyển nhờ vào việc dẫn điện ở bên trong. Kết hợp với hệ thống Alaya Vijana, Mikazuki đã có thể điều khiển phần đuôi này một cách thoải mái bằng suy nghĩ của mình, thể hiện được sức mạnh áp đảo của một vũ khí độc nhất vô nhị, rất xứng đáng cho một đế vương. Với các trang bị nêu trên và phương thức chiến đấu hoang dại, Mikazuki trên Barbatos Lupus Rex đã trở thành mũi thương chính của Takedan. Anh đã sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào dám ngán đường tới mục tiêu của mình và Olga, thậm chí khiến đội quân tinh nhuệ nhất trong phim, Ironheart, phải khiếp sợ khi đối đầu với vua sói. Vào cuối phim, bất chấp cái nỗ lực làm hòa của Olga, Rusta Alien đã biến Takedan trở thành tội phạm truy nã nhờ việc chi phối truyền thông. Mikazuki và Akihiro đã trở thành phòng tuyến cuối cùng khi họ phải giữ chân kẻ địch để đồng đội có thể chạy thoát nhờ vào một đường hầm bí mật dưới căn cứ. Nhưng một lần nữa, cáo già Elion đã sử dụng Dice Lab từ trên bầu khí quyển khiến cả hai Gundam gần như bị tiêu diệt. Bằng chút sức lực cuối cùng, Mikazuki đã chiến đấu một cách anh dũng và rồi gục ngã ngay trước mặt Regin Lace của Julieta. Để dừng trận chiến, Julieta đã lấy đầu vua sói, chấm dứt sự tồn tại của Takedan. Lúc này, Ruston cũng dừng truy đuổi do đã đạt được mục đích ban đầu và cuối cùng, cuộc chiến kết thúc với sự ra đi của Mikazuki và Akihiro. Kết thúc đã gây tranh cãi rất nhiều đối với các fan trên toàn thế giới. Nhưng đối với Daddy, đây là một kết thúc rất hay nhưng phần nào đó cũng rất buồn như đóa hoa bỉ ngạn luôn xuất hiện trong bộ phim. Liệu cốt truyện có khác đi nếu Olga hiểu được lời dặn của Naze, giữ cái đầu lạnh, không mất đi người chống lưng cuối cùng của mình? Liệu chúng ta có nhìn nhận đúng về con người của Rusto khi ông đã phớt lờ các thành viên còn lại của Takedan để họ phát triển, sau đó chính ông là người trao sự tự do cho sao hỏa, ý nguyện ban đầu của nhân vật chính trong phim?
Và cuối cùng, Mikazuki tuy là người hùng trong mắt của Takedan, nhưng anh và Baratos vẫn bị xem là một con ác quỷ. Hai cá thể không thể nào tách rời, nhưng cũng chỉ là một công cụ để chém giết với một tương lai vô định, không có ngày mai. Nhưng đây chỉ là nhìn nhận riêng của Daddy và cốt truyện. Và trong quá trình nghiên cứu thì cái hình ảnh mà các bạn đang thấy có vẻ như là phiên bản cuối cùng của Sói Vương. Với chiếc sừng bị gãy ở bên trái và cánh tay được thay thế, nó như là một hướng rẽ khác của cốt truyện khi Mikazuki còn sống. Chắc có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại Gundam Barbatos một lần nữa. Và đó cũng là trang cuối của bài hồ sơ một episode ngày hôm nay. Cảm ơn em Tuấn Đạt rất nhiều vì đã hỗ trợ anh trong bài viết lần này. Đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ channel. Và cuối cùng, arigato gozaimasu.